Nhất quyết ngày hôm nay sẽ nói cho anh hiểu là tôi cũng có thích anh. Không cùng ra ngoài của ơi. Chàng chi nhà mình á, có bộ đó. Đem về Phong đi, đừng để Phong chờ thêm nữa. Nam Phong tôi sẽ không trốn tránh nữa. Anh em ơi, để tôi đưa cô đi. Ở bên cạnh anh lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Bằng mọi giá tôi sẽ giữ cô ở lại bên tôi.